lên xuống. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng máy điện bàn của Kodak, có model là Kodak EJ530. Thì mình sẽ tập hộp để cho các bạn xem hình dáng bên trong cũng như là những phụ kiện đi kèm. Mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng cũng như là cấu hình của máy cho các bạn xem. Mình sẽ tiến hành khui thùng ra để cho các bạn xem bên trong có những gì. Đây, đầu tiên có đi kèm đó là một ít phụ kiện của máy, quyển sổ hướng dẫn gồm ra bên trong có, các bạn có thể thấy đây là thân máy in của máy Godex EZ530. Vì vẻ bề ngoài nó cũng không khác gì cái máy Kodak EJ520, nhưng nó có độ phân giải cao hơn máy Kodak EJ520. Các bạn có thể xem sơ một cổng máy Kodak EJ530. Đây là một dòng máy để bàn của hãng Kodak. Nhìn bên ngoài có kết cấu rất là chắc chắn. Độ rộng độ in của nó lên tới 105mm. Độ phân giải là 300 DPI. Tốc độ in cũng lên tới kinh cao nhất cũng được 4 in trên 1 giây. Bên sau nó có hai cổng kết nối, đó là một là cổng USB, hai là cổng LAN. Nếu các bạn sử dụng trong những shop thời trang hoặc là cửa hàng bán lẻ thì chiếc máy này là rất tiện lợi để cho mình sử dụng. Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch sẽ tiến hành đi thử cho các bạn xem về cái khả năng in, tốc độ in cũng như là cái độ sắc nét của máy Kodak EJ530. Các bạn có thể thấy là tốc độ in cũng tương đối. Đây các bạn có thể xem là đây là cái phông chữ nhỏ đến lớn, đây là phông chữ 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây thì các bạn có thể xem chữ số và mã vạch nó in rất là tốt. Máy chạy rất là mượt, rất là đều. Về cái độ bền cũng như là cái công suất của máy thì không cần bàn cãi. Còn về cái tốc độ in đối với dòng máy 300 dpi cũng có thể là rất là sắc nét, đáp ứng được nhiều nhu cầu của những tem nhãn mà cần yêu cầu từ nhỏ. Thì vừa rồi mình đã demo cho các bạn xem. Thì nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết về cái máy này có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch, thì công ty sẵn sàng hỗ trợ thêm với các bạn. Xin cảm ơn.